Thì mình có lên sóng cái xe Toyota Vios công vụ của mình á 275 triệu Anh em vào chê chửi quá trời Thì hôm nay mình lên xe này mình mới chửi là thôi nha đó, Anh em nói xe Vios của mình là đời sâu, đời cô lựu, bán giá cao Nhưng mà thật sự là mỗi xe nó sẽ có một cái phân khúc khách hàng riêng Và một cái trải nghiệm riêng Cho nên là mỗi người người ta có một cái sở thích riêng Còn chiếc xe này thì nó sẽ phù hợp với đại đa số người dùng Việt Nam này Cái này là Toyota Wigo sản xuất 2018, đăng ký lần đầu là tháng 4 2019. Đi đúng 30.000 cây xe số tự động nha anh em. Giá yêu thương lắm. Mình bán có 280 triệu thôi. Một cái mức giá so với cái chất lượng xe, so với đồng hồ thì quá quá là tuyệt vời nha anh em. Đấy, anh em đi đi. Và mình nhắc lại với anh em, chiếc này là số tự động nha anh em. Số tự động Toyota Wigo 2018, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đấy, chiếc 220 màu cam là bán rất là nhanh nha, bán cho anh khách người Indonesia luôn rồi. Đó cho nên là xe đó cũng chưa kịp quay chi tiết gì hết á. Đây. Xe này thì chất lượng thì quá ok anh em. Đó, thì uh, xe này thì nó sẽ được sản xuất bởi nhà máy Daihatsu nha. Daihatsu là một cái thương hiệu con của Toyota. Đấy, cái này thì ai cũng biết hết rồi. Đây, anh em nhìn ốc Cabo này. Đấy, kêu chỉ này, đó. Tức là cái 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 dòng mà Wigo này thì đó, là một trong những cái phân khúc xe giá rẻ và bán rất là chạy tại thị trường Indo và cũng như là Mã Lai Mã Lai thì nó sẽ hợp tác với Brodo đua cho ra một cái sản phẩm tên là IOO hay là gì đó mình không nhầm nữa cho nên mà nó sẽ mang cái thương hiệu Brodo nha anh em Brodo hay Proton gì đó hôm trước mình đi Mã Lai thì mình còn thấy cái thương hiệu đó nó y chang như xe này chả khác gì cả đó máy móc nguyên zin nha xe đúng 30.000 cây chuẩn nha anh em anh em nhìn từng con ốc ở đây nè đúng bảy màu chưa ha đó, bạn quay phim lấy sâu vào để cho mọi người xem cái cổ bô thế nè Miễn bàn tới chuyện đâm đùng hay ngập nước nha anh em Con xe này thì phải cam kết với anh em là nước sơn zin nó rơi tầm 90-95% Nha, xe rất là đẹp nha Đấy Mà chỉ có 280 triệu thôi Đó, sản xuất 2018 mà đăng ký lần đầu là tháng 4 2019 Xe cá nhân, một chủ mua mới từ đầu nha anh em Đấy, và xe này á Là đã được chủ xe, đúng cái đời này là không có gặp gương đâu nha Chủ xe đã lên cho anh em bộ gặp gương rồi đó cho nên là còn theo một số cái tính năng nữa thì lát nữa mình sẽ chia sẻ với anh em đồ chơi là đầy đủ nha đây xe đi đúng 20.000 cây nha anh em đấy nhưng mà chị chủ kỳ tính ấy full lịch sử hãng cho nên là thay cho anh em cái giỏ máy tính luôn rồi ha anh em nhìn vô cái cầm tăng bua này quá mới anh em ơi đó giá quá yêu thương anh em nào mới mua xe lần đầu đó, cần một cái xe nhỏ gọn linh hoạt trong phố số tự động cho dễ vận hành thì đây là một cái món mình phải nói là rất là hời nha anh em Giá cực kỳ yêu thương nha Và cũng chia sẻ với anh em luôn Với mức giá này thì bên mình sẽ không có giảm giá nhiều đâu nha Cho nên anh em cân nhắc nha Này anh em nhìn coi này. Xe cá nhân biển thành phố nha Anh em nhìn mấy con ốc nha Rất là đẹp ha Này đúng cái đời này không có gặp gương nha anh em Đây này mình bè chị chủ xe đã lên cho anh em Một cái bộ gặp gương zin luôn rồi nha Đó có cái nút bấm trên này đó, chứ còn đúng cái đời này nó sẽ không có gặp gương Anh em nhìn coi này. Quá mới đúng không? Đấy, xe xuất xứ Indonesia nha anh em sản xuất năm 2018 nha anh em nhìn ốc tán cửa rồi coi đó 280 triệu thôi xe đúng 30.000 cây chuẩn nha đúng 30.000 cây anh em nhìn nè mới quá mấy cái tem này còn chưa bốc ra nè đây tem nhiên liệu nè thấy chưa đó quá mới anh em ơi đấy đẹp lắm xe này là xe của một chị chủ đi đó, đi vòng vòng trong phố thôi đó mà đi rất là ít nha có xe to anh em nhìn ni lông chưa bóc hết luôn thấy chưa anh em nhìn coi đúng không ni lông cam kết với anh em ni lông chưa bóc hết và xe này dinh của nó là ghế nỉ nha à, chủ xe có lên cho anh em bộ ghế da rồi đó chị chủ rất là kỹ tính nha đây đó vỏ mới à, mấy ông anh đừng có vô phán bậy bạ nói xe đi 30 mươi ngàn cây thay vỏ này kia nha người ta có tiền người ta kỹ tính người ta thích người ta thay thôi đó còn bên bên là cam kết là đúng đồng hồ đúng 30 mươi cây full lịch sự hãng nha anh em đó sai đồng hồ là tặng xe còn cái chuyện vỏ lớp đấy thì thay càng mừng hay là để mình quay nha chủ xe mình xin lại mấy cái vỏ rin cho anh em nha đấy anh em nhìn coi này. có 280 triệu thôi đó bên mình cũng muốn bán nhanh cho nên là hỗ trợ cho anh em một cái mức giá mình cảm thấy rất là ổn áp luôn anh em ơi quá quá yêu thương luôn đấy anh em nhìn coi này. ốc tán cánh cửa này quá êm anh em đó anh em mà mua xe lần đầu ha thấy không phù hợp cho không anh em phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân cần một chiếc xe nhỏ gọn ha để đi trong phố đây vỏ xe cua zin nguyên bản theo xe đây chưa lăn bánh nha anh em vỏ xe cua này chưa lăn bánh nha đó anh em nhìn kỹ đi nha đấy quá tuyệt vời đúng không anh em 280 triệu quá là yêu thương luôn đúng không ạ đây vỏ đó bốn cái vỏ mới tinh ha Chị chủ kỳ tính thay đát 2022 cho anh em luôn nè Đó dây còn muốn gì nữa anh em Đó xe màu bạc rất là sáng Sạch sẽ à, Giá 280 triệu thì bên mình chỉ rút hồ sơ thôi nha Còn lại anh em bấm biển ra tên thì cái thuế đó thì chỗ này cũng vậy hết nhắc lại Tại vì cái dòng này là đa số là những anh em mới mua xe lần đầu Cho nên là Mình chia sẻ rõ cho nên là cái kiến thức cũng như là Cái trải nghiệm của anh em nó còn ít <laughs> Cho nên là phải chia sẻ rõ ràng ha à, thuế xe này rơi tầm 3-4 triệu nữa nha là xong anh em có thể ra tên kèm theo anh em nào muốn tự làm thì tiết kiệm được phí dịch vụ còn anh em nào muốn mà làm cho nhanh thì có thể thuê dịch vụ được đấy xe đúng 30.000 cây nhắc lại cam kết đúng đồng hồ nha 280 triệu mà xe số tự động nữa khổ quá đó nhưng mà xe này có khi là bán sâu cái xe Vios cùi bắp kia đó, nói chung là cái thực tế bán hàng với cái 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 anh em nó comment nó khác nhau nhiều lắm cái người mà người ta có tiền người ta cầm đi mua xe cái thị hiếu của người ta lạ lắm giống như hôm bữa cái xe Nova kia chơi quá trời chơi, chơi cuối cùng bán rất là nhanh đây đúng 30.000 cây nha đó thường thì mấy cái xe mà trên mạng hay khen á comment hay khen á thì bán rất là ế nha anh em đó anh em nhìn vô lăng coi quá đẹp đó xe có vô sẵn màn hình Android nha đây điều hòa tự động này rất mới ha cần số này anh em nhìn đi đó đó nội thất này để mình à, à, mở cái này ra cho anh em giá quá quá là hợp lý rồi không thể nào hợp lý hơn nữa cái này keo keo ha mới tin nội thất cực kỳ đẹp nha anh em đó anh em nhìn coi gặp gương zin nè tức là cái này là gắn thêm nhưng mà cái bộ gặp gương này á rất là tốn tiền tại vì nó phải đi kèm với motor á nguyên cái bộ gặp gương này không là sáu bảy triệu bạc rồi đó nha đó nhìn táp ly táp lô cánh cửa đâu coi rất mới luôn đây bây giờ mình bước ra ngoài để mình của bạn quay phim lấy một cái góc tổng quát đi cho anh em coi về cái xe Toyota Wigo 2018 đăng ký lần đầu tháng 4 2019 thì coi như là 2019 đi anh em giá này là phá đảo thị trường luôn rồi đó quá êm rồi anh em ơi đó anh em nào mua xe lần đầu đó, hoặc là mua thêm một chiếc nhỏ gọn để cho vợ và xã đi chợ đi làm hàng ngày xe thì ăn xăng như là xe máy thôi thấy quá êm rồi còn muốn gì nữa đúng anh em đó máy móc thì thôi miễn bàn con này máy 1.2 bốn máy đàng hoàng nha anh em mình so sánh với sờ bắt sờ biết mấy cái xe ba máy được nha đó quá êm rồi đây xe đi có 30.000 cây thì bàn gì nữa các chủ tịch các chủ tịch đua BBTI đấy chê nữa đi ném đá nữa đi anh em ơi Giá yeah, này quá quá tuyệt vời rồi nha. Thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931226669 nha. Xe thì đang đậu ở cửa hàng mình, 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha anh em.